Em xin chào anh em nha. Hôm nay em mới về được một con cua chuột của Hitachi nha anh em. Cua chuột này là xài lưỡi là lưỡi 216 ha. Giờ em quay dòng máy phía sau cho anh em mình xem ha. Đây, đó, ngoại hình của máy phía sau là khá là đẹp nha anh em. Nước sơn zin nguyên bản hoa. Đây, này là nghiêng xoay 45 độ là hai bên nha anh em. Bây giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Hitachi mã là C8FSH nha anh em. Điện là điện 100V ha. Con này công suất là 1050W nha. Dòng tua là 3.800 dòng trên phút ha. Thì xài lưỡi là lưỡi 216 nha anh em. Ở ngoại hình của máy là khá là đẹp luôn ha. Có đèn laser cho anh em mình luôn nha. Đây ha, để em đẩy cái miếng giấy vô cho anh em mình thấy rõ ha. Đèn laser nha anh em. Đó, phía trước thì có đèn gọi lưỡi ha. Đèn laser thì ở đây là cái công tắc của đèn laser nha. Còn đây là công tắc của đèn gọi lưỡi nha anh em ha. Ti chuột là còn khá là nhẹ nhàng luôn ha. Mới kêu luôn anh em. Lưỡi là lưỡi zin Hitachi luôn nha anh em. Ở theo máy lưỡi Hitachi luôn ha. Lưỡi cưa gỗ ha. Đó. Ti rồi ha. Đó, kẹp gỗ rồi nha anh em. Túi bụi đồ đầy đủ ha. Đèn gọi lưỡi, đèn laser rồi nha anh em. Giờ em test máy cho anh em mình xem ha. Bắn từ là khá nhạy luôn nha anh em, lưỡi zin theo máy hết nha. Đó. Thì cái con này em bán với giá là 4.500.000 nha anh em, là giá đã bao gồm ship ha. Đó. Thì bên em là ship có cọc nha anh em. Đó, anh em mình cọc cho em một ít là em bao ship anh em mình ra tận nơi ha. Hàng là em đóng thùng xốp rồi khi vận chuyển nha anh em. Đó. Con máy cưa chuột khá là đẹp ha. Giá 4.500.000 nha anh em. Giá đã bao gồm ship ha. Đó. Thì anh em quan tâm đến con cưa chuột Hitachi này liên hệ em nha. Cảm ơn em.